Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa vào Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm C. Giờ đây xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Người nói với ông, trong lệ luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời, người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi. Và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói, ông đã trả lời đúng. Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó trông thấy nạn nhân ông liền đi qua cũng vậy một trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua nhưng một người xứ samaria đi đường đến gần người ấy trông thấy và động lòng thương người đó lại gần băng bó những vết thương sức dầu và rượu rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình đưa về quán trọ săn sóc hôm sau lấy ra hai quan tiền ông trao cho chủ quán mà bảo rằng ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu khi trở về tôi sẽ trả lại cho ông theo ông nghĩ hai trong ba người đó là anh em của người bị bỏ rơi vào tay bọn cướp. người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. và chúa giêsu bảo ông, ông cũng hãy đi và làm như vậy. Xin mời anh chị em ngồi. anh chị em thân mến. Những ngày qua trên các phương tiện truyền thông tràn ngập thông tin về sự kiện một tai nạn xảy ra liên quan đến chiếc taxi hãng Vinasun và chiếc xe máy lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh đến nỗi khiến cho đôi nam nữ trên chiếc xe máy văng lên vỉa hè. Camera an ninh đã cho thấy sau khi tai nạn xảy ra, Tài xế taxi có xuống quan sát hiện trường Rồi lặng lẽ lái xe bỏ đi Hình ảnh từ camera còn cho thấy Ngoài tài xế này còn có 17 người đi xe máy Và một ô tô 4 chỗ di chuyển qua khu vực đó Chứng kiến cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu Còn cô gái thì nằm bất động trên vỉa hè nhưng chỉ có một người thôi thưa anh chị em, chỉ một người đi xe máy dừng lại. Sự kiện này đã làm bùng lên sự giận dữ của nhiều người. Và câu hỏi người ta đặt ra là đâu rồi lòng nhân ái đối với đồng loại? Và đâu rồi truyền thống chị ngã em nâng của người dân Việt? Có lẽ nào một nền văn hóa vô cảm lại chi phối đời sống của người Việt Nam mạnh đến thế sao? Thật xót xa khi có người đã đưa ra nhận định thế này thưa anh chị em. Vấn đề là sự vô cảm đang ngày càng lấn lướt và thật đau lòng khi cả đám trẻ chị đứng nhìn, đứng quay video clip mặc cho bạn học cùng lớp bị đánh đập dã man bị lột hết quần áo hay khi nhiều bậc lương y chấp nhận cho người bệnh về nhà nằm chờ chết vì người đó không đủ tiền chi trả có thể đây là những tín hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng đạo đức đang đến Thật rủi ro khi các quy phạm đạo đức không còn được bảo vệ Không còn được mọi người nâng niu Và không còn được chúng ta bảo vệ lấy nó Sự xấu xa và sự vô cảm Ngày càng lấn lướt chi phối cuộc sống của chúng ta Và thưa anh chị em Đứng trước sự kiện này Có người đã phải tranh trở sự vô cảm đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay làm cho chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao nhiều người có thể lạnh lùng dựng dưng và có thể bỏ mặc khi thấy người khác gặp nạn như vậy không phải đến hôm nay thưa anh chị em chúng ta mới cảm thấy sự nhức nhối này về sự vô cảm mà chúng ta đang đối diện triệu chứng vô cảm đã xuất hiện ở giữa xã hội con người ngay từ khi con người khước từ mối tương giao với thiên chúa quả thật khi nguyên tổ chúng ta chống lại lệnh truyền của thiên chúa thì cũng có nghĩa là nguyên tổ chúng ta bước ra khỏi mối hiệp thông yêu thương với thiên chúa là nguồn mạch của lòng thương xót và nhân ái. Và nơi mối tương giao giữa con người bắt đầu xuất hiện sự ích kỷ, lòng nhỏ nhen, ganh tị, hận thù. Việc Cain giết Abel em mình là hậu quả đầu tiên cho thấy việc tách rời khỏi mối tương giao hiệp thông với Thiên Chúa. Sự vô cảm bắt đầu nảy nở giữa cộng đồng xã hội. Ai nấy chỉ nghĩ đến thiên ích cho riêng mình, chăm chút cho bản thân và sự an toàn cho chính mình, mà chẳng còn quan tâm đến sự bất hạnh của người khác. Nói như cha ông Việt Nam, đèn nhà ai, nhà ấy ra. Và khuyên con cháu, cái ách giữa đàng đàn, quang vào cổ làm chi cho khổ thân tốt nhất là tránh ra xa thế nhưng thưa anh chị em con người là tuyệt tác của thiên chúa được dựng nên giống hình ảnh của người hình ảnh của đấng đầy lòng từ bi nhân hậu người chậm giận và giàu lòng yêu thương. Ngài không chấp nhận tình trạng vô cảm hay thái độ dựng dưng của con người đối xử với nhau. Bằng hành động cũng như bằng lời nói, Thiên Chúa đã mặc khải lòng thương xót ngay từ khi Ngài chọn dân Israel và trải qua suốt lịch sử của họ. Trong những nỗi bất hạnh, cũng như trong nhận thức tội lỗi của họ dân ấy đã không ngừng cậy trong nơi thiên chúa đầy lòng thương xót vâng anh chị em chúng ta đọc được lòng thương xót của thiên chúa biểu lộ cách đặc biệt đối với người nghèo người cùng khốn lệnh chúa truyền thật rõ ràng vườn nho các ngươi các ngươi không được hái lại những trái đất các ngươi không được nhặt các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều ta là đức chúa thiên chúa của các ngươi nếu người ấy nghèo anh em sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ của người ấy anh em phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn để người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mang ngủ Ta sẽ chúc phúc cho anh em Anh em sẽ là người công chính trước nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Anh chị em Chúa thấy những lệnh truyền như thế chưa có đủ để giáo huấn, Hầu giúp con người đi ra khỏi sự ích kỷ Biết cảm thương với đồng loại Ngài đã sai người con duy nhất của Ngài Đức Giêsu Kitô đến trần gian như là dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót mà Chúa đã dành để cho nhân loại. Đức Phan Cô đã cả quyết. Chúa Giêsu Kitô đích thị là dung mạo của lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì người đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân người. Và qua sự mặc khải này, Đức Kỳ Tổ cũng muốn con người thấm nhuần giáo huấn của Thiên Chúa để mặc cho mình một trái tim đầy nhân ái, bao dung và biết thương xót. Dù ngôn về người Samaritano nhân hậu như là một lời công khai, Chúa lên án tình trạng vô cảm đang thịnh hành giữa cộng đồng người do thái. Vừa điều đó đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa qua dụ ngôn về người Samaritano nhân hậu. Chúa Giêsu muốn minh chứng rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không là một hành vi can thiệp từ bên ngoài như là một sự thương cảm mang tính khách quan của người giàu bố thí một chút của cải cho người nghèo hay là một cảm xúc chóng qua. Anh chị em, lòng thương xót của thiên chúa đã tự ràng buộc với thụ tạo của ngài bằng một tình thương đặc biệt điều mà thiên chúa đã bày tỏ ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót núi có rời có đổi đổi có chuyện có lay tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi Vâng. Thưa anh chị em, Thiên Chúa xót thương nhân loại đến độ Ngài cảm thấy đau thương vì những nỗi khổ mà con người đang mang vác. Và Ngài sẵn sàng hạ cô để gánh lấy nỗi thương đau đó để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Qua tấm lòng nhân hậu của người Samaditano đối với người bị hại Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tình yêu không bao giờ chỉ là một lý thuyết suông hay xa cách. Tình yêu phải là nhận biết và đáp lại. Lòng cảm thông nơi người Samaritano là hình ảnh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đấng luôn thấu hiểu nhu cầu của chúng ta bằng trái tim yêu thương của người điều răn mến chúa yêu người luôn phải thực hành trước nhất điều răn này buộc chúng ta phải quan tâm đến tha nhân thậm chí có thể phải chịu thiệt thòi phải hy sinh lợi ích cá nhân vâng việc giúp đỡ người lân cận không những bằng vật chất nhưng còn hướng đến tấm lòng cảm thông với những người thiếu may mắn trong đời Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta là hãy đi và làm như vậy. Chính người là hình mẫu người Samaritano nhân hậu bằng việc bắt chước tình yêu và lòng cảm thông như người. Chúng ta mới có thể diễn tả bản thân mình cách tích cực là những môn đệ của Chúa Kitô. Thưa anh chị em, tin mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta đừng sống quá vội vã đừng để dòng đời hối hả lôi cuốn chúng ta đừng để dòng máu đỏ cô đọng lại thành những sợi đen lạnh lùng vô cảm vì ích kỷ và nhốt mình trong sự an toàn cá nhân hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái biết mở lòng như người samaritano nhân hậu có cho đi lòng nhân ái sẽ nhận lại được vô vàn tình yêu thương phải không anh chị em amen